Hello, chào cả nhà, mình là Khánh Toàn đây. Hôm nay mình sẽ đi thay cái cặp vỏ cho cái xe Sirius của mình, tại vì nó đã cũ quá rồi. Cặp vỏ trước của mình là Dunlop, thì bây giờ mình thay qua cặp Michelin đây ở cái tiệm gì đây? TB Motocare, số 7 đường Bắc Hải. Sửa xe chuyên nghiệp đấy, nghe rồi nè. Ok, vô ha. Đây gì qua kia lấy góc cho nó rộng. Đây, xe mình. Cái cặp vỏ vỏ cũ của mình là Dunlop, nó đã cũ lắm rồi. Mặc dù là gai vẫn còn đó, nhưng mà nó hơi bị nóng đó, nó nứt đó, nó bị nở ra rồi. Thì đi nói chung là vẫn còn ổn á, nhưng mà do mấy chuyến đi làm xa nên mình thay luôn. Đây là cặp mới Michelin, loại vỏ mình đang dùng là không ruột, thì cái này mình cũng dùng không ruột luôn. Cặp vỏ Michelin mới tin. Máy bắn rồi. Đây là cái cặp dòi mà anh trai mình khuyến mãi, rất là xịn, nhìn rất là đẹp. Cửa hàng sửa xe này có luôn cái đồ đôn rồi các bạn, nhìn nên gỡ hai bánh rồi. Đây là cái cặp vỏ Michelin mới vừa bóc vỏ. Vỏ bóc vỏ. Gai rất là đẹp luôn. Long long luôn. Ủa này có mã chạch trên này nữa hả? Giờ đang cho vỏ với mâm lên trên bàn để vô vỏ. Đây mình thích đi mấy chỗ mà có cái máy vô vỏ. Ví dụ như thì nếu không thì nó sẽ dễ bị chạy cái mâm lắm. Đó, cái vô là một cú một, xong rồi đạp qua cái cát làm cú nữa là bung ra. Đó là được. Cái thông số ở trên cái vỏ này bạn, nó ghi chữ Tuplex là không ruột. Cái vỏ này là của nãy mới thấy rồi, Thái Lan. Đây. Đây, vô dò. Dưới thì đang vô dò, còn bên trên thì đang ra vỏ. Xong như bên vô vỏ là làm như cái giật giật cứng quá. Cái vỏ này nãy nó mẹ luôn á. Bữa thằng quỷ hậu nó bể vỏ mà nó xì đẹp lép luôn, mà nó chạy một mình, nó một tải chạy đủ đứt về luôn. Khỏi bơm. Cứng lắm. Vô. Ai vô trong cái bàn này. Vỏ này mà là nguyên một hàng vỏ xe ở đây nè mấy bạn. Rồi. Có Michelin, Shinshin, Masit là cái vỏ hiệu hồi đó xe mình mua là nó có sẵn đó, nhưng mà cái đó là vỏ có ruột. IRC, Dunlop, mấy bánh bự này chắc xe còn có lớn quá. Hay là FH rồi. Bây giờ là tới công đoạn vô bánh. Vô ra bánh mới. Sáng giờ còn bên kia là đang làm cái bánh sau. Cái bánh sau đang đợi vô dòi, xong mới vô dò. Rồi đang có một sự cố khá là vui vì vô dò bị ngược.
rồi mình đang muốn đi thuận chiều vỏ luôn chứ không có đi ngược, như kiểu phân phối lớn nên vô xong mình thấy ngược rồi phải vô lại. Như bánh sau nè, bánh trước thì đang đáp rồi nè. Đây là cặp vỏ sau khi đã vô xong nhà đã chạy được thử, mình cảm giác thì nó khá là bám đường, ôm cua ok. Đây bánh sau, đây là vỏ bên bánh sau là bên này.